bạn bè vào đây để đòi quà nè mọi người ơi. Đây sẽ là một chiếc clip lan tỏa năng lượng được tặng quà nha. Hoàng La Foodie sợ tôi đói gửi qua hai trái bầu, một thùng mì gói và thuốc đau họng. Bảo Bảo Càng Quét Sài Gòn gửi qua nào là canh kim chi, nào là cam tươi, rồi còn có chân gà hấp hành nữa mà tôi quên quay mất tiêu. Ở nhà không đặt hàng vậy mà shipper cứ gọi đều đều, mở ra thì hết hồn luôn cả nhà ơi. Một cái máy rửa mặt món quà đến từ Đặng Minh, chưa kịp hoàng hồn khui hộp thứ hai lại tiếp tục hết hồn. Trời ơi, một cục sạc dự phòng món quà đến từ bạn Bông Tím. Bông Tím thấy Mẫn hay livestream, điện thoại hay hết pin, quyết định là gửi qua tặng cho Mẫn một cục sạc dự phòng. Trời ơi, hai món quà quá xịn sò mọi người ơi. Nhìn cái máy rửa mặt mà mê luôn á. Ngoài cái máy rửa mặt ra thì lần trước Đặng Minh còn có gửi tặng Mẫn một cái giỏ sách nữa mà muốn quên quay. Cô bé vô tâm. Mà phải công nhận đây là mùa giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của nhà nước, nhưng mà đối với Mẫn đây là cái mùa gắn kết tình bạn đậm sâu hơn hay sao mọi người. Chưa hết đâu nha, lại tiếp tục điện thoại reo, shipper gọi ra lấy hàng, nhận được hai bịch kẹo dẻo to chà bá bự luôn. Mỗi bịch 1.3 kg, hai bịch 2.6 kg. Trời ơi, nhai hết đống kẹo dẻo này chắc lên cơ hàm luôn quá. Ngoài hai bịch kẹo dẻo ra thì còn được tiếp tế thêm 20 chai trà sữa và 40 hộp topping. Cảm ơn những món quà thiết thực đến từ anh Dũng Thảo Điền. Để lan tỏa nguồn năng lượng được tặng quà này, các bạn hãy tag tên người bạn của mình vào đây. Sau đó nếu mà các bạn được tặng quà gì thì nhớ comment bên dưới cho Mẫn biết nha.